Sáng nay, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố Huế, cùng đông đảo các thầy thuốc, y bác sĩ, viên chức và người lao động trong toàn bệnh viện. Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lời dạy của Bác Hồ. Tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước các thế hệ thầy thuốc cha anh, viết nên những trang sử đầy tự hào của bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng trong dịp này, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp cũng đã điểm qua 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022 cũng như 10 mục tiêu hành động trong năm 2023 của Bệnh viện Trung ương Huế. Trong năm 2022, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển chuyên môn nhằm xây dựng các chính sách về y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2023, với sự đoàn kết nỗ lực cao nhất, sự đồng lòng quyết tâm mạnh mẽ nhất, tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế, dịp này thưa ủy quyền đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng lãng hoa chúc mừng của quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Bệnh viện đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Y tế cho 20 cá nhân.